Lewandowski dứt mạch tiệc ngòi ở La Liga. Tiền đạo Robert Lewandowski mở tỷ số khi Barca hạ Alaves 3-1 ở vòng 23, qua đó cắt chuỗi 6 trận không ghi bàn tại La Liga. Barca kiểm soát bóng 64%, nhưng không hoàn toàn làm chủ trận đấu trước Alaves. Alaves sớm tạo ra hai cơ hội khi tận dụng khoảng trống phía sau hậu vệ cánh trái Joao Cancelo. Họ bỏ lỡ cơ hội đầu tiên do rơi vào thế việt vị. Còn ở tình huống thứ hai, trung vệ Ronan Araujo kịp giải nguy cho Barca. Trận này, Xavi cho Robert Lewandowski đá chính trên hàng công Barca thay vì Vitor Roque, tiền đạo 18 tuổi ghi bàn quyết định hạ Osasuna 1-0 hôm 31 tháng 1. Lewandowski đáp lại niềm tin của huấn luyện viên bằng bàn mở tỷ số ở phút 22. Sau khi nhận đường truyền sâu của Ilkay Gundogan, tiền đạo 35 tuổi lách qua hai hậu vệ đối phương, rồi tân bóng qua thủ môn Antonio Silveira. Lewandowski chấm dứt chuỗi 6 trận tịt ngòi liên tiếp tại La Liga, kể từ lần anh ghi bàn gỡ 1-1 trong trận thua Girona 2-4 trên sân nhà Olympic ở vòng 16 ngày 10 tháng 12 năm 2023. Tiền đạo Ba Lan đã có 14 bàn trong 31 trận mùa 2023-2024, trong đó có 9 bàn trong 21 trận La Liga. Bên cạnh việc Lewandowski nổ súng trở lại, điểm sáng của Barca hôm qua còn đến từ những cầu thủ trẻ. Xavi cho trung vệ 17 tuổi Pau Kubasi và tiền đạo cánh phải 16 tuổi Lamine Yamal chơi ngay từ đầu. Sau giờ nghỉ, ông tiếp tục cho một cầu thủ 17 tuổi khác, hậu vệ trái Hector Fort, vào thay Cancelo. Các cầu thủ trẻ Barca đã phối hợp tốt với nhóm giàu kinh nghiệm để củng cố chiến thắng. Phút 49, Yamal phát động tấn công và tạo khoảng trống cho Pedri, người tạt đúng tầm cho Gundogan băng vào đá nối nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thua thứ hai, Alaves chơi bùng nổ hơn. Họ chỉ cần 2 phút để rút ngắn tỷ số, nhờ cú đánh đầu của Samu Omorien. Tuy nhiên, Barca vẫn làm chủ tình hình và không để bất ngờ xảy ra như những trận trước. Phút 63, Yamal tiếp tục phát động tấn công dẫn đến bàn thắng. Lần này, Fort tiếp bóng bên cánh trái, rồi tạt vào trong cho Roque đệm ấn định chiến thắng 3-1. Roque ghi bàn chỉ 4 phút sau khi vào sân. Tiền đạo 18 tuổi có bàn thứ hai cho trong 5 trận chơi cho Barca. Trong vòng 10 phút sau pha lập công, Roque phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp. Trọng tài Martine Munera rút thẻ vàng thứ hai dù tiền đạo người Brazil không chạm vào cầu thủ đối phương khi tranh bóng. Barca có thể sẽ kháng án thẻ này để Roque không bị cấm thi đấu trận tới. Sau 23 vòng, Barca xếp thứ 3 với 50 điểm. Thầy trò Xavi rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Real xuống 7 điểm và Girona, đội hòa Sociedad 0-0 ở vòng 23, xuống 6 điểm. Tuy nhiên, nếu thắng Atletico trong trận derby tối ngày 4 tháng 2, Real sẽ khôi phục khoảng cách 10 điểm với Barca. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.